quý vị và các bạn, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Với địa hình đồi dốc, nhiều ta luy, tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra sạt lở và cày đổ, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đây là đoạn đường Đặng Thái Thân, thành phố Đà Lạt, đã bị sạt lở với độ sâu 6 mét và dài trên 20 mét. Rất may, ngôi nhà phía dưới mới trong giai đoạn làm móng, chưa đi vào sử dụng nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, đường Tô Hiến Thành, lại sạt lở cả một khoảng sân sau, rộng khoảng 25 mét vuông, và là một người bị thương. Được biết, đây là công trình được xây dựng kiên cố, nhưng vẫn bị đổ sập do nền đất ngấm nước nên rất nhão, khiến ta luy sân sau không chống chịu được. Thì nó sạt luôn cái bờ ta luy nó đó như vậy đó. Coi như là hai cái xe máy với cái bếp ga rồi cái như toàn bộ ngồi này đi xuống cái máy giặt cũng đi luôn, đi xuống nó luôn. Thì cũng mong muốn là khi bà con này cũng xem xét lại cái hiện trạng nó như vậy để mà bà con khắc phục trước khi xảy ra hậu quả. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng diễn ra tình trạng cây đổ tại đường Đống Đa, đường Lương Thế Vinh, đèo Brent thuộc phường 3, đường Ít Kiêu, phường 5, khiến hai người bị thương. Ngành chức năng và chính quyền địa phương đã kịp thời vào cuộc hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu và dọn dẹp cây đổ, thông đường giao thông. Cái công tác chuẩn bị ứng phó với thời tiết nguy hiểm thì về phía địa phương thì cũng đã có cái thông báo cảnh báo cho nhân dân là gia cố các cái bờ kè, gia cố nhà cửa, rồi đường xá đi lại để đảm bảo an toàn giao thông. Về phía địa phương thì chúng tôi chủ yếu là tập trung với công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân, chủ động là khắc phục lại những cái bờ kè có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời là gia cố về nhà cửa, đường xá, rồi nạo vét mương cống rãnh để đảm bảo cái việc thoát nước. Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, là địa bàn có địa hình hiểm trở và nhiều cây lớn, thành phố Đà Lạt đã phân bổ lực lượng, vật tư cần thiết, ứng trực xử lý tình huống kịp thời. Tuy nhiên, cũng theo phản ánh của các địa phương, thì vấn đề xử lý cây ngã đổ còn chậm, do thủ tục triển khai thực hiện chồng chéo giữa các ngành chức năng. Vấn đề này cần được thống nhất cao và khẩn trương nhằm kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.